tối đó đó, giấc tối sáng lại lỡ đó ha. Thì ông nằm bao, ông hai mơ, ông thấy là ông già đó đó, mới dẫn ông ra ngay chân cái cột của ông đó. Là con đi theo ông, là ông dẫn con chỉ con cái chỗ này nó lúng nó sụp nè. Là ai ai ngủ nằm trên bao? Ông cũng nhà đó đó. Cũng nhà tường đó ha. Nhà tường đó. Ồ. Ra đi, mà ông ngồi ông trong nhà ông thiếp bằng ông ăn mì ăn gì đó. Cái vợ bắt đầu là ông nào chị, ông nào ăn mì? Chủ nhà hả? Ông không có tin cái nhà ông sụp vậy. Ông không tin ha. Không, rồi cái ông ngồi hoài cái bắt đầu cái ông ở trên á, ông mơn ở trên á, ông mới chạy gục vô, ông không dọn thì cũng dọn nữa. Thì khiêng ghế, khiêng tủ, khiêng đồ ông ra thì kêu ông kêu cái thằng cắt điện xuống nó cắt điện đi. Thì ông dẫn xe ra, ông chạy xuống dưới, ông kêu thì ở đây tao dọn đồ của ông hết rồi, thì vừa xong rồi thì nó sụp luôn. Là nó xuống luôn đó ha. Xuống luôn đó. Nhưng mà sao cái miếu ông Điệu lần tài đó là sụp, nhưng mà nó không sụp vậy? Cái hai bên đây sụp hết trơn rồi, còn cái miếu thì đứng lại đó, y hình cái chừng chỗ đó luôn. Cái rồi cái nóc nhà của ông bên kia nó sập xuống vậy nè, nó đập lên cái nóc miễu, nó mới bể và cái miễu thôi, nhưng mà nguyên cái nhà không có đi xuống. Bắt đầu người ta xúm lại, người ta nói thôi ông có linh thiêng thì ông ở đây đi, ông trụ lại ở đây đi, rồi người ta có làm lộ lại thì ta đăng mà ta làm ta thờ ông lại, ông độ cho bà con ở đây đi ha. Rồi cái mấy bưng ổng đồ để lên mấy trên, rồi cái ngày hôm qua nè, tự nhiên chắc chưa cái bắt đầu nó lụng chỗ nước xì đó, rồi đất nó lở thêm. Là nghe nói chị kể lại coi, nghe nói vụ gì mà ổng thấy nằm trên bao là sao chị? Ổng giấc tối đó đó, giấc tối sáng lại lở đó ha. Thì ổng nằm bao, ổng hai mơ, ổng thấy là ông già đó đó, mới dẫn ổng ra ngay chân góc cột của ổng đó. Là con đi theo ông, là ông dẫn con chỉ con cái chỗ này nó lúng nó sụp nè. Là ai ngủ nằm trên bao? Ông cũng nhà đó đó. Cũng nhà tường đó ha. Nhà tường đó. Cái bắt đầu dẫn ông ra chỉ ngay chân góc cột sụp đó. Cái ổng không tin nữa. Có nghĩa sáng thì ổng mới kể cho bà con mình nghe. Ừ, sập rồi ổng mới kể. À, sập rồi. Chứ hình như là chắc là ông giấu đằng tự chắc ông không tin đó, một mất công ông kể cái người ta nói bậy này kia. Chỉ cái thôi cái ông vô ông vô nhà cái ông kia ông mới đi biến mất tiêu. Cái bắt đầu ông này nè, ông mới suy nghĩ, ông mới nói thôi bây giờ ông có linh thiêng á thì ông cho con thấy một lần nữa đi. Con mới tin. Cái bắt đầu là ông nói ông vừa thiêu thiểu rồi thì gặp ông hiện lên nữa. Lên mày đi theo tao, tao chỉ mày chỗ này. Trời, nói ra nhà của con là không có trụ lại được đâu. Đó là con dọn đồ đi. Cái bắt đầu là sáng lại là lụng y chang vậy luôn. Lụng xuống mình dòm có thấy mà. Trời, em nổi da gà luôn nè. Thiệt. Xin lần hai. Nổi da gà đó. Xin lần hai mà cho hiện thực. Cái bắt đầu lụng xuống đó, thì thấy ở bên lụng thì chạy về bên đây dọn đồ nè, dọn được nhiêu nè mà không kịp đó. Dạ, cô chị cũng hết hồn. Hết hồn dọn luôn. Rồi cái ông bên kia mới nói không đâu, nhà mày không có đánh đổi đâu, không có đâu. Thì vừa mình thì ông nói thì nói mình cũng phải dọn. Thì dọn được nhiêu đây gửi lên trên đây thì ở đó nó lụng xuống rồi mau dữ lắm. Mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 chưa kịp đếm 4, 5 nữa là nó sập xuống luôn rồi đó. Tốc hành vậy ha. Vậy ông mới chịu tin đó chứ thôi ông. Đúng rồi, nghe chưa kể mà ớt quát nổi da gà chứ không quý vị. Ông hiện lên, ông kêu rồi một lần rồi, không tin. Thì đó, chắc đó là gần sáng rồi. Cái điềm ha, thì chắc cái chú đó nhẹ bóng vía đó. Thì đó, rồi cái ông mới giái, ông mới nói thôi, có ông có linh thiêng không, cho tôi thấy một lần nữa đi, tôi mới tin. Rồi bắt đầu là nằm thiêu thiểu là ông hiện lên, ông dẫn ra đây theo ông, chỉ cái chỗ này nè. Chỗ này là không có trụ lại được, bây giờ con dọn đồ đi ra đây liền đi. Thì sáng lại là tự nhiên cái góc bên đó là nó lụng xuống liền. Vậy là tới sáng là mấy giờ nó mới xảy ra cái lụng xuống chị? 7:30 sáng. Ồ sớm ha, bởi vì trở tay đâu kịp đâu. Đâu có kịp. Ví dụ lần thứ hai là chú đó ổng tin đi, rồi làm đâu kịp. Tin này chọn đồ ra cũng được, mà chắc đó là ổng sáng rồi 4 giờ mấy là ổng mới nằm bao. Rồi đó thì dọn được rồi. Phải dọn được rồi ha. Còn ngồi trong nhà ăn mì. Trời. Cái ở đây ta tức là ổng không tin hay sao chị? Không tin. Không tin. Ổng tính là không có tin cái nhà ổng nó sụp như vậy. Tại vì làm kiên cố quá mà. Nè, ông nhà ở trên này nè, ổng mới đi xuống ông dòm là cái này là nó xuống là mấy phân nữa rồi nè nghe. Cái này phải dọn đồ mới được. Ở sớm thì, người ta báo vậy ha. Sớm ta thúm lại y vậy nè, đàn ông không à. Nhóc hết trơn đàn ông không à. Cái bắt đầu ta mới thúm lại ta vô ào vô nhà ông ta dọn đồ mới kịp mới đỡ chứ không thôi là ổng
biết gì đâu. Nhanh quá quý vị ha. Ông nghĩ là chim bao, chim bị là không có tin tưởng ha. Không tin tưởng. Không có tin rồi mấy điều đó. Nào sụp lụng thứ rồi bắt đầu ông mới kể ra nghe đó. Là lúc đó là hai nhà như chị với sớm chắc táo quả luôn ha. Hết hồn. Nghe kể là táo quả luôn á. Lụng mà vậy mà ông nói ông tính là trụ lại ở đỡ vậy thôi, tại vì không có chỗ ở. Với lại các căn nhà kiên cố quá mà. Không có đến đổi mà nó sụp. Bên ổng hô lụng thì bên kia chạy qua bên đây. Cái hỏi nhà tôi gì sao, ổng nói không, nhà mày không sao, không nó đổi, không có gì đâu, không sao. Ổng nói không sao chứ ổng vừa bển bên đây cũng lôi đồ ra mà lôi không kịp đó. Mà em đặt cái giả thuyết như thế này nè chị, nếu như bữa đó mà nó trễ nó sụm đi, nhưng mà ra uống cà phê mà chú kể vậy đó, là theo như cái quan điểm chị là như thế nào? Cái gì là mình thấy vậy là mình biết rồi, tại vì cái chỗ ổng hiện tượng là nó sụp rồi. Và tỷ ông già đó ông kêu thì mình tin đi. Dạ. Cái đó là mình thức sớm mình dọn đồ luôn á, thải cái này để tới sáng còn ngồi ăn. Ta táo quả lên ta thấy nhà ổng nó lụng mà ổng không thấy. Dạ. Ta thấy nhà ổng lụng rồi ta ở sớm điện ta xúm ta lôi đồ ổng ra đó. Quả gì? Rồi đây là cái điều là đúng là tâm linh mình rồi. Ông già đó lên hay hai lần luôn rồi. Dạ, thôi mình lại đó mình chia sẻ tiếp. Cảm ơn nha chị. Luôn. Ồ, có một cái nhà tường là nghe nói là cũng mới cất chưa được năm nó quý vị, mấy tháng à. Nguy hiểm quá luôn rồi quý vị. Ba căn nhà luôn quý cô chú anh chị. Có nhà sàn nè, rồi nhà tường kìa. Nhà tường là thấy xây cũng kiên cố đó quý cô chú ha. Và vẫn sụp cái chân. Nước cạn nè cũng đỡ. Gặp mà nước lớn là bữa đó không biết sẽ như thế nào luôn quý cô chú anh chị. Ở đây là phường Thuận Hưng của quận Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ quý cô chú anh chị. Từ đầu cầu quốc lộ 91 của cái cầu Cần Thơ Bé thì vô đây tầm cũng cỡ 2 cây mấy số quý vị. Sáng lại thì nghe bên đó gắt thì bên đây dọn đồ rồi đó. Mà bên đây chưa có gì hết trơn á. Dọn mà dọn ra không kịp rồi nó lụng luôn. Nhà của mình là cái gì? Dạ. Nhà sàn này ha. Nhà lỗ này. Dạ. Dạ. Ginh ra được có cái tủ thờ với cái bộ ngựa gửi trên đó rồi. Bắt đầu là chưa có kịp lấy cái gì ở bên trong nữa trơn, là nó đưa xuống bên đó sạch rồi, là bên đây đưa xuống đó thị theo. Bữa nay là mấy ngày rồi chị? Hôm nay nó ba ngày. Dạ. Chị ơi cho em hỏi cái khi mà sạt lở những căn nhà đây có thiệt hại gì tính mạng con người không? Không. Vì chỉ không, tài sản đâu có không? Tại vì 7 giờ mấy sáng nè, rồi thức dậy ra hết rồi. Rồi hô lên thì xúm lại dọn mà dọn không kịp. Nhưng mà xuống từ từ hay là một cái bên đó thì nó xuống từ từ, còn bên đây là nó bên đó sụp xuống rồi từ từ, bên đây đưa xuống cái thị luôn. Nó đang lỡ. Còn đang lỡ hả? Dạ. Cái này nó mới lỡ sáng nè. Dạ mới lỡ sáng nè. Cái đó nó đang lỡ. Cái đó nó đang lỡ. Ờ nó đang ấy nè quý cô chú anh chị ơi. Ồ vậy là nó vẫn đang còn ấy hả chú? Cái này đang sụp lỡ rồi. Hả? Hôm nay ra ngoài đó lần hồi qua nay nó lỡ xuống hết. Nhưng mà tuy là bị thiệt hại về tài sản nhưng mà nghĩ là cũng còn may mắn nha, nếu mà nó sụp vào ban đêm thì nguy hiểm. Ban đêm thì cái như rồi hay gia biết gì đâu. Là lúc đó cái nhà của mình nó bằng với mặt đường hay sao chị? Nè, cái thềm nè. Và cái thềm này ha. Còn ở sau thì sàn cũng bằng thềm này gì nè. Dạ. Ở nhà cây của chị cũng đâu có nặng gì đâu ha. Không có nặng vậy xìu ha. Đó thì nó kéo nó dỡ lên còn được đóng bên đó. Rồi bây giờ chị đang ở đâu? Đang ở đậu nhà trên này nè. Nhưng bà con ta cho chị ở đậu ha. Dạ dạ, ta thấy gì nó mà chị cho em hỏi là hồi đó giờ cái khu vực mình sống nè là có những cái trường hợp như vậy không chị? Không có hiện tượng gì hết trơn á. Vậy hả? Tại vì thấy con kinh này cũng đâu có phải là vật phẩm gì nhiều đâu. Đúng rồi, với lại tàu ghe cũng đâu có nhiều qua lại đâu chị ha. Không, ghe cá nó vô nhiều lắm. Ghe cá, ghe lớn hả chị? Ghe lớn.
Nó lớn vậy cá nó vô nhiều lắm. Nó vô tới khúc này là bắt đầu nó hiện mạnh đặng mà nó lụy xuống đặng nó qua cầu. Dạ. Vậy ha, như cái động đó. Ừ. Với lại em thấy cái mùa này là nước nó cũng thấp nè. Nước là... cạn, nước dạ. Cạn quá cạn, cạn hơn mùa nào hết. Cái sông này là đây ra đó đụng sông cái rồi, sông bự rồi. Dạ, mà nước nó cạn vậy đó, gần sông cái. Dạ. Em thấy trên đường em đi tới đây thì có những số một số chỗ là nó khô kinh luôn, không có thấy nước nữa. Mà trước tới giờ nó không có khô dữ gì hả chị? Không, nó đâu có khô dữ hả. Còn ở đây cái cầu này, cầu sắt nó kêu cầu gì chị? Cầu ngoài Dàm Thơ Bé mới làm ngang chừng 3 năm nay. Cần Thơ Bé ha. Dàm Cần Thơ Bé. Dàm Cần Thơ Bé. Bây giờ chị được mấy người? Bốn hai vợ chồng với hai thằng trai, mà thằng lớn thì nó có vợ hai đứa con rồi. Rồi nó dẫn về ngoại chơi rồi, phải ở đây cũng nguy hiểm rồi. Yeah. Nó chạy ra cũng đâu có kịp. Cũng may mắn ha. Yeah. Trước cái ngày đó là có chị thấy có tình hình gì nó... Không có tình hình gì hết trơn á. Có cái nhà bên đó thôi à, chứ bên đây chỉ có bên đó chứ. Thôi. Yeah, như cái nhà bên kia. Là nó có cái hiện tượng ha. Hiện tượng nứt cái đường trên này. À, trước đó cũng vài ngày là mình thấy hiện tượng nó xảy ra rồi. Ừ. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không có đến mức độ gì ha. Rồi cái sáng nghe bên đó gắt cái ông bên kia, ông qua bên đây ông dòm thử coi có làm sao không. À. Ông mới nói là thôi nhà mày không có làm sao chứ không đến đổi. À. Không đến đổi mà nghe bên gắt cũng bên đây cũng thiên tủ thờ đang chạy. Đúng rồi, mình cũng phải lo. Dạ, thiên tủ thờ với cái bộ ngựa vừa xong rồi thì chưa kịp ra làm sao lấy đồ thì... xuống luôn không kịp lấy. Mà trong cái khoảnh khắc mà xuống như vậy đó chị, là nhanh không vậy? Nhanh, mau lắm. Chưa được 5 tiếng mình đếm là nó chưa 5 tiếng đếm là giây. Chưa. 5 giây là lúc đó là vợ chồng còn đứng ngoài này hả? Ở ngoài. Tại vì nó ở bên bển nó lụng xuống rồi là ở ngoài này hết trơn. Dạ. Lấy được bao nhiêu đó, còn ở khu khúc trong đó thì đâu có vô được nữa. Đâu nó lụng xuống luôn rồi đâu lấy được gì nữa rồi cái. Rồi hàng ngày cuộc sống chị làm cái gì? Hồi mấy năm trước thì đi ngoài Bình Dương á, đi làm vợ chồng con cái đi làm hồ á. Đi làm hồ ở Bình Dương rồi bắt đầu nó không trả tiền, rồi nó kêu qua bên Đắk Lắk làm. Nó mới trả tiền, rồi qua bển làm 2-3 tuần gì đó nó cũng không trả tiền luôn rồi. Về đây mấy năm nay, 2 năm nay mới làm được ớt ở trên mướn đất á, làm ớt trên kia được mùa ớt, người ta lấy đất lại người ta làm. Ủa chị, còn cái ống nước bự này là sao vậy chị? Ống nước này nó nằm ở dưới đó kìa, rồi cái sập nhà cái bắt đầu gãy ống nó cắt ngang nó đem lên trên đây để nấu vô cho nước xài. À, bên nhà nước ta đem lên luôn ha. Ừ. Này như mới làm lại tầm đỡ. Còn cái đường này thì không phải cái đường nó nứt nha. Cái đường này là nó âm ống nước ở dưới á. À. Nó nứt là nó nứt găng nhỏ nhỏ gì nè, tại vì nó chán thì mang lại thêm phải nứt găng gì đó. Yeah. Còn ngày qua nay là nó mới hở bự ra nè. Vậy là ở đây vẫn còn nguy hiểm nha, mình hạn chế đi ra meo meo ở ngoài á chị. Thì nó cái này hôm qua nay là còn phân nửa này mà sáng giờ nó lỡ xuống luôn đó. Mình cũng còn xuống đó, nãy giờ mình đứng đó cũng rất gặp rồi ra. Cái này mình nữa mình cắt nhà là ở đâu chị? Đâu có đất đai chỗ nào nó đâu cắt. Rồi. Tới đâu hay tới đó giờ mẹ bả hỏi tính sao nên tính sao giờ. Gần đây mình có tiếng dân cư gì không? Rồi, theo chị có ước mơ hay mong muốn gì không? Nhiều ước mơ có cái nào năng cắt cái chạy cái tung gì ở cũng được. Giờ tính vợ chồng con cái tụm nhau đi Sài Gòn làm, mà sợ làm cái thất nghiệp nữa không dám đi. Nào. Khổ ha. Dạ. Khổ thêm nữa. Đây là quý vị, đây là cái hiện trường sự việc xảy ra mấy ngày trước. Đây là như là cái miếu ra thờ đệm thần tài nè quý vị. Thì bây giờ có nghe chị chia sẻ là bên nhà nước có hỗ trợ cho mỗi một hộ là 20 triệu để mà có chi phí xây sở trong cái thời điểm cấp bách như thế này. Trước màn ảnh nhỏ quý vị thấy là đây một cái nhà tường và
khá là kiên cố luôn quý vị ha, nhưng mà vẫn bị sạt xuống nè. Sạt xuống miếng kiến vẫn còn rồi quý vị ha. Tư khóm à, và chú tư khóm cho anh hỏi tức là cái triệu chứng cái ban đầu như thế nào mà nó sập xuống nha chú tư? Cái nó cũng có vụ cả chừng 20 mấy ngày trước nó có cái răng răng, có cái dấu hơi thôi. Dấu trong nhà hay là dấu ngoài đất? Đường lộ. Đường lộ nó chạy chui từ về đây tuốt nắng vậy nè. Rồi mình thấy nó cũng không đến đổi, mình mới đi mua giờ ký 2 ký xi măng á, giờ mình vét lại thấy nó cũng êm, khoảng chừng độ phải chừng tuần lễ sau thấy nó hơi găng như vậy, cái mình thấy ổn trong bộ găng găng rồi, cái mình cũng không hơi găng găng đâu, có vét gì hỏi chừng ba ngày sau thấy nó hở ra chừng 2 phần này nè, chắc không êm quá rồi như vậy rồi qua một ngày sau cái nó hở ra như vậy rồi thì là cái trong 3 ngày sau nữa là coi như chán rồi đó, là đêm đó là coi như tôi thấy nó bình thường không có gì hết trơn á. Bắt đầu chắc sáng khoảng chừng 5 giờ tôi đi uống cà phê về khoảng 6 giờ 10 rồi tôi mới đợi cây cột đó, tôi mới coi sao mà ngộ quá, tự lên cây cột mình ngồi vậy là nó bung cái xi măng ra, nó trời ơi cái này rồi đi luôn rồi, rồi như vậy rồi mấy le mấy sớm nè chúng lại vô khiên đồ ra, mà cách đó chưa nữa, cách đó mới chạy đi kêu người ta cắt điện, rồi mới điện công an phường với lại bên ủy ban, rồi xong xuôi quá vô khiên cái đồ đạc trong nhà, khiên cũng như là khiên 10 phần khiên hết 6 vậy đó, còn thấy nó chửi sẵn xuống không cho anh em khiên nữa, kêu anh em ra hết, mà ra đây bắt đầu ra rồi đàng hoàng, cho tôi đứng ở trong chỗ này nè, tôi mới đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điện cái tiếng thứ 7 là nó xuống rồi đó, như vậy đó, nó xuống trong thời gian đó là 7:45 á. Chưa nó sụp xuống mà tích tắc chưa đầy 5 phút mà nó lị vô cũng may, nó đều lị xuống là cái mấy cái nhà đó là nó chữa chặn lặt luôn, đây lặt luôn đó, giờ 3 nhà là 1 lớp luôn, nó sụp vào cái ban ngày ha, dạ ban ngày cũng đỡ cho mình đấy chứ, ví dụ ban đêm là nó đêm là muốn dẫn ốc liền, dẫn đêm mà bó tay không có ai mà chở về đó không phải mấy giây đêm 7 tiếng à. Dạ. Đến 7 tiếng là sập xuống á. Tôi đuổi anh em ngào hay ông ấy là ca khiên gán khiên cái trường hợp nó bỏ đi. Mà là nó hư thì không sao, còn người mình hư có sửa lắm. Nói bà con như rồi đùa anh em ra. Vừa ra hết trơn là bắt đầu đếm có 7 tiếng là nó xuống vậy đó. Mà dắt đó giờ coi đồng hồ thì nó ra 7:45 á. 7:45 sáng ha. Dạ. 3 ngày trước ha. Dạ. Rồi nữa mình cắt lại ở đâu? Cắt ở đâu giờ chưa có cái nền mà chưa có nhà. Tại vì mình đó với con á dành dụm cũng 10 mấy năm mà mới cắt cái nhà này. Chứ đâu ấy mà nó cắt cái nhà cái hè cắt mình cắt đâu. Cái nhà này mất cắt cũng nhiều tiền rồi nhà đó. Mới cắt đây. Nhà đó cắt cỡ nhiêu tiền đi chú? Cái nhà này cắt sao phải gì độ đó có 450. 450 triệu à. Vậy là mới cắt lâu chưa chứ? Cái nhà này cắt tính ra nó chừng 2 năm. Mới nhà còn mới đẹp quá trời luôn. 2 năm trở lại. 200 triệu trong một ngày. Ở trong này chú xây bờ kè hả? Ở trong này khá là cài cọc không? Ở đây đóng cọc. Đóng cọc rồi. Đóng cọc sao nó đúng rồi. Không phải dễ nói nghe, mình đóng một cái bàn khi bằng khiền luôn. Đóng rồi đàng hoàng hết trơn rồi mình mới chụp mặt cái đạp tiền ở dưới đó, mình đổ lên như bên bê tông mà lên phải chừng 3 tấc thôi mà không cho nó chịu đó, rồi xong xuôi chân hay như vậy là coi như mình móc cát hết trong bọng luôn cho nó nhẹ luôn mà, ý là kỹ như vậy đó, tại mình đã đi có làm cầu, đi cầm cầu làm lộ cho từ thiện đó, mình đã kinh nghiệm 10 mấy năm đó, mà cũng cái nhà mình vẫn chụp
bởi vì bây giờ không biết nói sao hơn, đài mình á gom vô cái số tiền các nhà này đã hết rồi, đó bây giờ chung cũng còn thiếu nợ chút đỉnh. Bây giờ có tiền đâu đó, ví dụ mình muốn mua bên nhà đâu phải dễ đâu, phải mình mua được cái nhà dựng ở trên bờ mình có chỗ mình 15-20 mét vuông á, mình lấy ba cái này ba cái còn lại đó mình dựng lên cái chòi ở cái trại mình ở cũng vẫn được. Bây giờ hiện tại không có cái gì hết, là có cái nền nhà đi xong thôi, như vậy đó là chắc tay rồi, không biết sao. Nghe chú nói cũng mẹ bây giờ tạm cuộc sống thì dành chậm, có khi cả đời người ta không có thể nào cắt được một căn nhà nữa. Nhưng chú có chia sẻ mấy năm nay gia đình cũng dành chậm vài trăm triệu cái căn nhà để ở an cư, rồi sau đó mình lập nghiệp. Bây giờ chẳng may không may thì nó sập xuống như vậy thì trắng tay hết, chú cũng ngẹn ngào cái này. Con chú cũng cố gắng vượt qua nha. Dạ. Mình đâu có nhà cửa đâu, chứ lại đồ đạc này cũng để cho bà con nè. Nhiều ví dụ dân cái mụn ở đây ha. Dạ. Mình dân cái mụn gửi tủ ở quần áo dùng dân đỡ rồi thời gian sau tới đó. Nhà chú được bao nhiêu người? Hai với chồng với đứa con với đứa cháu, bốn người. Có làm ruộng làm gì không? Không, chỉ có cái nền này thôi. Dạ. Hồi đó nói chung đi bằng nước mình đóng cấp trước cắt cái nhà kia nhà cây kìa, là coi như cách đó là cách đây có chừng 16-17 năm, là từ đó giờ tôi đi làm thiện không à, đi bắt cầu vòi lỗ dưới lên hai dựng nhà tình thương cho người ta đó. Ví dụ mình cũng không có khá giả gì, mình nhà con nó cho dùng tháng nó cho chịu mấy 2 triệu mình để có tiền để đi đổ xăng mình đi mặn á cho ta đó. Cái mặn mình đâu có lấy tiền đâu, lại từ thiện mà. Rồi mấy sao con mới dành dụng cái mặn rồi mười mấy năm mới có tiền cắt gom để cắt cái nhà này. Cắt thôi nhưng mà chưa hết mừng nữa, hai đứa là cũng đứa con nó cũng có mượn của chị em của nó cũng mớ, nói chung là bây giờ cũng còn thiếu mày. Mà tình trạng như vậy không biết sao, mình nói chung trả cho giúp nợ nó là nó tới chuyện nữa rồi. À, chú ơi, chú có thể đọc ra cái địa chỉ ở đây cho khán giả biết. Dạ, ở đây là nó ở khu vực Tân Phước 1, ở phường Tân Hưng, là quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Dạ. Dạ. Tân Phước 1, phường Tân Phước 1. Phường Tân Hưng. Ở ấp đó là nãy nó lên phường là khu vực đó, khu vực Tân Phước 1, phường Tân Hưng, thành phố Cần Thơ. Rồi bắt đầu cái số điện thoại tôi là 0907 732 414. Bởi vì chú tên gì? Khóm Lê Dân Khóm. Thì mấy con chỉ là giống như là chia sẻ thôi, đi để đi chia sẻ những cái khó khăn, những cái sự việc giống như vậy. Chú thì cứ điện cho chú. Dạ. Chú đọc lại số điện thoại giùm con anh. Dạ. Cái ở đây là nói về cái khu vực Tân Phước 1, phường Tân Hưng, ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Cái số điện thoại của tôi là 0907 732 414. Dạ. Cảm ơn chú. Cái này bên tôi bạn gì vậy?